Nhiều chị em hiện nay đang thắc mắc không biết kem V7 phù hợp cho lứa tuổi nào, độ tuổi nào dùng sẽ hiệu quả nhất, thì trong video này shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ cho bạn biết kem V7 thường được các chị ở độ tuổi nào sử dụng nhé. Và ở các video kế tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn biết được bôi kem V7 lúc nào, để bạn có thể yên tâm để lựa chọn sản phẩm tốt nhất cho mình nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem này đặc biệt thích hợp cho những bạn từ 18 tuổi trở lên. Đây là giai đoạn mà da của bạn cần phải được chăm sóc và nuôi dưỡng thật kỹ để sau 35 tuổi bạn sẽ không còn phải hối hận vì đã từng bỏ bê làn da vì lười vì chủ quan mà không chăm sóc. Càng lớn tuổi da càng dễ bị nám nên phải dùng kem này để hạn chế nám. Đây cũng là giai đoạn căng thẳng trong sự nghiệp cũng như công việc nên bạn thường bị stress, mệt mỏi, dễ sinh mụn và để lại thâm mụn. Nên ở lứa tuổi thanh xuân đẹp nhất cuộc đời này, bạn phải giữ cho mình đẹp để sau này già rồi không còn hối hận nữa. Kem V7 dùng khi nào cũng được nhiều bạn quan tâm vì không biết nên dùng vào buổi nào tốt nhất cho da. Thì kem V7 này có thể dùng ngày hoặc đêm. Nhưng bạn nên dùng ban ngày vì nó có khả năng cấp ẩm và lên tông da giúp cho bạn không cần phải trang điểm thêm nhiều mà vẫn bắt mắt. Kem này dùng vào bước cuối cùng của việc chăm sóc da, nếu như bạn không dùng kem chống nắng hoặc không cần trang điểm thêm nữa. Bạn bôi lên mặt trước bước cuối cùng là bôi kem chống nắng, hoặc trước một lớp phấn phủ nữa nhé. Đó là câu trả lời cho kem V7 sử dụng như thế nào mà nhiều bạn đang thắc mắc chưa biết dùng làm sao. Kem V7 hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem V7 hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.